Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Đến 22 giờ ngày 30 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp Công an thành phố Thuận An phong tỏa hiện trường, điều tra vụ xe tải tông nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ, làm một người chết, nhiều người bị thương. Hiện trường vụ tai nạn xảy ra ngay tại ngã tư đường Mỹ Phước, Tân Vạn giao với đường Thuận An Hòa, thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện các đơn vị vẫn đang phối hợp phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này. Một người tử vong tại hiện trường, hai người đang đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Thuận An. Bước đầu, tài xế khai do xe mất thắng, Thượng tá Trưởng thông tin. Nhiều nhân chứng cho biết, vào khoảng 18 giờ 30 phút, khoảng 5 xe máy dừng đèn đỏ ngay đường Thuận An Hòa để băng qua đường Mỹ Phước Tân Vạn thì bất ngờ một xe tải phía sau lao tới. Cú lao nhanh khiến nhiều chủ xe máy không kịp trở tay và đã bị xe tải cán qua. Hậu quả là một người chết tại chỗ, một số người bị thương được đưa đi cấp cứu liền. Riêng tài xế và lơ xe vẫn an toàn. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông khu vực này bị kẹt cứng. Hàng dài xe container từ hướng Thủ Dầu Một đi Thuận An phải di chuyển qua đường Thuận An Hòa. Chiều 30 tháng 5, xe khách 45 chỗ biển số 73F00063 chạy hướng Nam Bắc, tông trực diện xe khách 16 chỗ chạy hướng ngược lại, đang chở đoàn rước dâu trên cao tốc Hòa Liên – La Sơn, thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Theo đó, xe khách loại nhỏ 16 chỗ chở đoàn người rước dâu đã bị xe khách 45 chỗ tung lật ngang, khiến một người tử vong và 5 người khác bị thương nặng. Nhiều người trên xe rước dâu bị mắc kẹt bên trong. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Hòa Vang cùng các ngành chức năng đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường, khẩn cấp cứu hộ các nạn nhân gặp nạn. Lực lượng cấp cứu 115 cũng huy động y bác sĩ, xe cứu thương cứu chữa nạn nhân. Vụ tai nạn còn khiến các xe lưu thông trên cao tốc này kẹt cứng, dòng xe kéo dài hàng km. Lực lượng chức năng tại Đà Nẵng phải điều tiết các phương tiện đi hướng khác để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Mặc dù là cao tốc nhưng đường này chỉ có hai làn xe lưu thông theo hai chiều ngược nhau. Tốc độ tối đa cho phép trên đường này là 80 km/h. Tối 19 tháng 5, thông tin từ Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Phạm Ngũ Lão, khiến hai người bị thương nặng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 40 cùng ngày, xe ô tô biển kiểm soát 34A62841 do Vũ Minh Đức điều khiển khi lưu thông trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, theo hướng từ ngã tư Máy Sứ đi ngã 6 thành phố Hải Dương, đã va chạm với xe đạp điện do cháu NDMQ, tên nạn nhân viết tắt, sinh năm 2013, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, lưu thông cùng chiều. Xe ô tô này tiếp tục va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 34B2-56260 do anh DHN, tên nạn nhân viết tắt sinh năm 1972, trú phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, cầm lái, chạy hướng ngã 6 đi ngã tư Máy Sứ. Tiếp đó, chiếc ô tô này va chạm với hai xe mô tô mang biển kiểm soát 34K1-03937 do chị LTC, tên viết tắt, sinh năm 1980, cầm lái và xe máy điện, bản kiểm soát 34MD-51660 của chị DKN, tên nạn nhân viết tắt sinh năm 2005, cùng trú tại phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Sau khi xảy ra vụ va chạm liên hoàn, xe ô tô trên dừng lại cách hiện trường vài trăm mét và hư hỏng phần đầu, bánh trước xịt lớp. Vụ tai nạn khiến cháu Quy và N bị gãy chân, 5 phương tiện liên quan vụ tai nạn bị hư hỏng. Công an thành phố Hải Dương đã làm việc với Vũ Minh Đức, sinh năm 1997, trú tại đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương. Tại cơ quan công an, Đức khai nhận mình là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 34A62841 gây ra vụ tai nạn trên. Cơ quan chức năng test ma túy đối với Đức cho kết quả âm tính, nồng độ cồn 1019mg trên 1 lít khí thở. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Khoảng 19 giờ 15 ngày 19 tháng 5, tại km 133+600 quốc lộ 4D, thôn Luồng Láo 2, xã Cốc Sang, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ giao thông liên hoàn giữa xe khách, xe ô tô bán tải và xe máy, khiến 3 học sinh tử vong. Thời điểm trên, xe khách hãng Hà Sơn, Hải Vân, biển kiểm soát 24B00976 và xe bán tải Ford Ranger
biển kiểm soát 24C13680 va chạm với xe máy biển kiểm soát 24K97219. Trên xe có 3 thiếu niên là học sinh trường trung học cơ sở xã Cốc Sang. Vụ tai nạn khiến cháu Lý Gia Tê, tên nạn nhân viết tắt, sinh năm 2011, trú thôn Luẩn Láo 2, xã Cốc Sang tử vong tại chỗ. Cháu Vũ Đình Thờ và Vũ Đình Đê, tên hai nạn nhân viết tắt, đều sinh năm 2010, cùng trú tại thôn Luẩn Láo 2, bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Lào Cai nhưng tử vong sau đó. Công an thành phố Lào Cai, phòng BC08, Công an tỉnh Lào Cai có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 4 tháng 5, thông tin từ Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Vũ Nguyễn Trường Giang, 39 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, và Điểu Đô, 29 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó khoảng 20 giờ 20 phút ngày 11 tháng 4, sau khi đã nhậu, Điểu Đô điều khiển xe máy chở theo một người đến khu vực chốt đo nồng độ cồn do đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phước Long lập tại tuyến đường DT741 thuộc khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long. Hai cán bộ cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Đô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đâm trúng Trung úy Nguyễn Hùng Anh, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phước Long. Sau cú va chạm, xe của Đô điều khiển bị đổ ra đường, Trung úy Nguyễn Hùng Anh bị ngã và say xước. Khoảng 23 giờ cùng ngày, cũng tại điểm chốt đo nồng độ cồn trên, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của Vũ Nguyễn Trường Giang. Lúc này Giang đã có hành vi chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công lại lực lượng công an. Tại cơ quan công an, Giang và Đô tỏ thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận do nhậu say, không làm chủ bản thân, mất kiểm soát hành vi nên đã có hành vi chống người thi hành công vụ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.